Minh Triệu đồng hồ hiệu. Uh, xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc FC. Đây là một chiếc khá là đẹp với mặt dial màu đỏ cùng với sợi dây da cá sống màu đỏ rất là sang trọng. Uh, sản phẩm làm phiên bản giới hạn toàn cầu Limited Edition có 600 chiếc trên toàn cầu và chiếc này của chúng ta mang số thứ tự là 067, tức là không thất bát một con số rất là ý nghĩa. Quay trở lại với mặt số thì chiếc này được cấu tạo dạng hình chữ nhật, dáng tanh, góc cạnh nam tính với đường kính tương đương với size 40, 41 của mặt tròn. Và anh em cổ tay lý tưởng để đeo chiếc FC này từ 16, 16 5 trở lên Đeo sẽ rất là đẹp ạ Điểm nổi bật trên chiếc FC này đó chính là thiết kế mặt đầu màu đỏ huyết rất là sang Ở à bên trong mặt số của chúng ta thì được thiết kế cái lòng trong cùng với những cái vân làn lúa rất là đẹp Những cái vân này thì anh em nhìn nghiêng chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái độ hoàn thiện tuyệt vời Đó là ngoài cùng của chúng ta thì được uh, FC thiết kế bằng những cọc số la mã để tăng phần cổ điển Vị trí góc 12 giờ của chúng ta là một thiết kế lộ tim open heart Nơi này chúng ta sẽ có một viên đá ruby màu đỏ màu hồng cùng với cả hiệu ứng đánh vân ở cái chi tiết nơi chứa cái chân kính này. À bên trên viên nào ruby chúng ta sẽ có hệ thống vòng lịch được thiết kế bằng kim loại rất là hay. À chúng ta sẽ có ô lịch ngày được bố trí tại vị trí góc 6 giờ và khi mà lịch di chuyển thì anh em sẽ nhìn thấy lịch nhảy. À không chỉ ở vị trí góc 6 giờ mà góc 12 giờ lịch cũng di chuyển nhá. Đó và FC là một trong những cái thương hiệu mà có thể thiết kế uh, open hết lại uh, trang bị thêm với cả lịch ngày. Đó rất là hay. À vị trí chính giữa chúng ta sẽ có thêm một vòng tròn chia phút, đây là vòng auto rim đó với thiết kế này thì nó sẽ làm tạo điểm nhấn cho chiếc FC của chúng ta nó thu hút hơn rất là nhiều à, chúng ta sẽ có vị trí góc 6 giờ là squid Mate này ở đây chúng ta sẽ có forex công tăng geneva bộ kim được tạo hình đẹp với kim giờ kim phút được phủ dạ quang để giúp anh em có thể xem giờ ban đêm kim dây chạy rất là mượt toàn bộ kim cọc của chúng ta thì được thiết kế bằng thép 316L bắt sáng rất là tốt rồi mặt kính sử dụng sẽ là một mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em tránh vết xước à, chúng ta sẽ có phần thân được thiết kế cong rất là hay và với thiết kế này thì khi anh em lên tay nó sẽ ôm trọn lấy cổ tay của chúng ta đặc biệt là ở bốn cái điểm lắc tu lắc này thì chúng ta sẽ được cố định bởi bốn con ốc vít để giữ dây đó, với thiết kế này thì nó sẽ tạo cho chiếc đồng hồ chúng ta nó tăng thêm phần nam tính mạnh mẽ mặt kính cũng là một cái mặt sapphire cong nhá núm chính này được thiết kế dạng núm quả quýt này với những cái múi được tạo ra như này thì nó sẽ tạo tăng phần cổ điển hơn rất là nhiều đó rất là độc đáo đi kèm sẽ là sợi dây cá sấu màu đỏ và đây là sợi dây zin nguyên bản trên chiếc fc này với đầu dây sử dụng là size 22 bên dưới dây chúng ta có đầy đủ những cái chuyện là công Constant Geneva và chiếc này có thể nói là một chiếc độ mới còn rất là cao anh em nhìn các cái lỗ để sỏ chốt ấy. đó chưa có dấu hiệu ham mòn gì cả đó cho thấy anh khách của chúng ta dùng rất là giữ gìn ờ, cái cái lỗ mà anh em có thấy là nó to hơn những cái lỗ còn lại thì đây là cái vị trí mà mình cho vào hộp nhá mình uh, sỏ ở cái gối qua cái sợi dây này thì đó nó là cái vết mình sỏ vào gối thôi đó rất là mới qua sử dụng độ mới cao ở đây chúng ta sẽ có một khóa xiên với logo của FC hình cái khiên này toàn bộ khóa cũng được thiết kế bằng thép 316L phần đáy trước này thì được thiết kế skeleton và toàn bộ phần đáy được cố định bởi bốn con ốc vít để tăng khả năng chống nước cũng như là độ chống sốc cho chiếc đồng hồ chúng ta hơn rất là nhiều bộ máy sử dụng trên chiếc FC này đó chính là bộ máy Celita SVK 200 với bộ máy này thì anh em vẫn có đầy đủ là 26 chân kính tần số rộng là 28.800 VPH và thời lượng chữ cốt của chúng ta là khoảng 40 giờ phần máy được đánh vân rất là đẹp với quả văng được thiết kế màu vàng bên trên sẽ có đầy đủ thông tin được chuyện khác là à, chúng ta sẽ có 26 26 này ở review và frame công tăng đó Máy được hoàn thiện rất là tuyệt và với thiết kế Skeleton này thì anh em có thể nhìn thấy rõ tất cả chi tiết được hiển thị ở bên trong máy một cách rất là rõ ràng. À, chúng ta sẽ có mặt kính sử dụng là sapphire này, độ chống nước là 3ATM và chúng ta sẽ có một cái mã quốc tế là FC315BRG4C26. Những cái phiên bản giới hạn này thì hãng sẽ triện luôn cả... Cái mã Netflix ở phần đáy, còn uh, những cái bản thường thì sẽ sử dụng cái bộ vỏ phổ thông của tất cả những cái phiên bản uh, khác. Uh, những cái bản đặc biệt này thì sẽ có thêm là Limited Edition và một cái mã, mã quốc tế của riêng chiếc này. Chứ không sử dụng vỏ chung với cả những cái bản thường anh em nhé Còn về cơ bản thì toàn bộ cái mặt số cũng như là bộ máy bên trong thì nó cũng giống bản thường thôi. Tuy nhiên thì những cái phiên bản giới hạn thì cái mặt đều nó sẽ được uh, thiết kế những cái mặt độc lạ hơn. Đặc biệt là cái bản đỏ này nó rất là hiếm. Chiếc này thì bên mình về với tình trạng là còn đầy đủ bóc của hãng nữa Độ mới cũng rất là cao Giao lưu lại với anh em mức giá rất là tốt Chỉ 28 triệu 500 nghìn mà thôi Nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình 217 Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội để lên tay thử sản phẩm Nếu anh em ở xa bên mình có hỗ trợ ship COD Tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao Anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi